Xin chào các bạn. Hôm qua thì Google đã chính thức giới thiệu chiếc Nexus 5 cũng như là Android 4.4. Tất nhiên là chúng ta chưa có bản ROM cũng như chưa có máy để trải nghiệm, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái launcher của cái Android 4.4 này để mọi người có thể download về và chúng ta thử nghiệm ngay. Giao diện mới này có một điểm mạnh là nó rất là mượt, nhẹ và nó có vẻ như là hơi đơn giản trong chúng ta, nó dễ chịu hơn nhiều. Các bạn thấy là đây màn hình home của mình. Màn hình home lần này của mình thì chỉ có một trang và chúng ta đã các cái biểu tượng được sắp xếp rất là to để người dùng thể bấm một cách chính xác nhất. Nó to hơn so với những launcher mặc định của các nhà sản xuất. Các cái folder cũng tạo thành hình tròn và hiệu ứng bên trong là nó trong suốt. Đó, chạm vào nó rất là đẹp. Những cái giao diện này có vẻ như là nó không cần phải phẳng như Apple nhưng vẫn đem lại một cái sự ấn tượng nhất định. Đây là giao diện menu. Giao diện menu thì chúng ta thấy là không còn chia những cái tab như là ứng dụng hay là widget như ngày xưa mà nó thống nhất. Đó, chỉ có một giao diện menu duy nhất vút qua vút lại như này. Các bạn không thành chia thành nhiều tab. Và chúng ta mà bấm trong menu cũng không thể thiết lập như là liệt kê theo danh sách ABC những ứng dụng sử dụng gần đây nhất, mà nó sẽ tự động thiết lập theo danh sách chữ cái của chúng ta mà thôi. Về màn hình home screen thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh Google sẽ luôn luôn trực tuyến ở đây. Đó là tính năng tìm kiếm. Các bạn chạm vào thì có một cái hiệu ứng màu trắng hiệu ứng màu trắng hiển thị lên cái thanh Google này rất là đẹp. Mình chạm vào lập tức là chúng ta sẽ truy cập tính năng Google Search luôn. Các bạn có thể tìm kiếm những cái ứng dụng có trong máy của chúng ta. Ví dụ như là mình muốn tìm Facebook thì mình có thể tìm được. Đó. Truy cập vào trong web hay tìm kiếm online. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm bằng giọng nói luôn bằng cái mic này. Thì hiện nay Google Now đã hỗ trợ tiếng Việt cho chúng ta nên các bạn có thể yên tâm là tìm kiếm một cách dễ dàng nhất. Không cần nhất thiết phải nói tiếng Anh như ngày xưa. Rất là tuyệt vời. Và nếu mà các bạn là một người sử dụng dịch vụ Google Now này thì các bạn chỉ việc vuốt sang trái, menu cửa sổ bên trái chúng ta sẽ chính là cái menu chính của Google Now. Ở đây nó sẽ liệt kê toàn bộ những thông tin như là cái vị trí địa lý của các bạn từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà đi mất bao lâu. Hay là các bạn sẽ xem được như là đội bóng của các bạn yêu thích hôm qua họ đã thi đấu như thế nào, có tỷ số ra sao. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được tất cả những cái thông tin này. Và chúng ta có thể xem được cả thời tiết nơi chúng ta đang sống, vân vân. Đây là một tính năng rất hữu ích của Google Now và nó lại hỗ trợ tiếng Việt, vì thế nên người dùng có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất. Với cái việc launcher được kết hợp với Google Now luôn như này, người dùng sẽ truy cập được nhanh hơn. Về cái launcher này thì chúng ta có thể tùy biến một số thứ, như ở cái màn hình chính các bạn bấm menu, chúng ta có thể cài đặt được các hình nền. Hình nền giao diện các bạn thấy là nó khác hẳn so với những cái launcher ngày xưa. Đó. Chúng ta được cung cấp một gói hình nền sẵn mặc định của Nexus 5. Rất là đẹp. Đây. Và bên cạnh thì các bạn có thể lựa chọn đi những cái hình nền khác có sẵn trong máy, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một số hình nền từ các cái launcher hoặc là hình nền mặc định trên cái phiên bản ROM của các bạn. Phần widget này, đấy chính là nơi hiển thị toàn bộ các widget mà các bạn có thể thêm vào màn hình home screen. Đó, như mình đã nói là nó không bị thống nhất với lại cái giao diện menu ban đầu mà nó tách rời ra. Cái này có một bên dưới có một lớp sương mờ trong suốt, đẹp. Phải nói là giao diện của trên cái Android 4.4 chúng ta tốt hơn nhiều. Trong phần cài đặt chúng ta có thể tùy chỉnh được tính năng Google Now, tính năng tìm kiếm âm thanh hoặc là cài đặt các tài khoản của Google, vân vân. Bên cạnh cái việc sử dụng cái launcher này, các bạn có thể sử dụng một số cái phương thức khác. Nhưng mà mình thời giới thiệu các bạn cái Apex Launcher. Apex Launcher thì hẳn là rất nhiều người dùng rồi. Nhưng mà mình ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn một số theme chúng ta download về để sử dụng. Cái theme KitKat này. Theme này là một cái theme không phải là hoàn toàn giống hệt với lại Android 4.4, nhưng mà cảm thấy là cái biểu tượng của nó được làm nhiều hơn. Nó có khoảng hơn 400 icon được làm và theo hiệu ứng 3D và hiệu ứng của nó rất là đẹp. Các bạn thấy đấy, tương thích với hầu hết các game mình cài vào đều được làm theo cái theme này. Biểu tượng của nó trông rất là ấn tượng. Hoặc là một cái theme khác là cũng là một cái theme KitKat luôn. Đó, sau khi mà mình cài xong, chúng ta có cái theme, có biểu tượng, tin nhắn và mọi thứ nó giống với lại cái Android 4.4 trên cái chiếc Nexus 5. Và như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn bộ ứng dụng cho phép chúng ta trao đổi cái giao diện trên Android 4.4 mới nhất mà Google mới giới thiệu. Cái launcher này đặc điểm rất là mượt, nhẹ, các bạn thấy là cái giao diện của nó rất là ấn tượng và nó sẽ nhanh hơn, đặc biệt với cả những cái thiết bị có cấu hình thấp như Google nó là 512 MB. Các bạn có thấy video đấy, đừng quên like, share với bạn bè và link download thì ngay bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.